Phần 1 hướng dẫn đăng nhập. Các bạn sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc để đăng nhập công cụ. Sau khi vào trình duyệt, trên thanh địa chỉ nhập inbox.fb.vn và bấm phím đi để tiếp tục. Các bạn sẽ bấm vào chữ sử dụng để mở giao diện đăng nhập. Các bạn hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu do đại lý hoặc tổng đại lý của các bạn cung cấp.